nhung và nở ta. Bây giờ anh xin giới thiệu buổi thứ nhất ạ. Và đây là buổi lung trang thứ nhất. À buổi này là tàn viên, hoàn toàn là tàn viên luôn ạ. Hơn rất là to với cô chú anh chị ơi. Đế là đều luôn ha. Đế đều luôn. Cây này là em mới bứng về luôn à. Bây giờ em xin đo cái hoành cũ nha. Hoành cũ là 59 à. Rồi hoành cái thân đơn này là 33. Rồi cây này già nứt nẻ luôn rồi quý cô chú anh chị ơi. Già nứt nẻ luôn rồi. Cái này thấp hơn là khoảng cỡ 1m1m1 và 1m2 á. Rồi cái này cao là khoảng cỡ 2m2 2m3, và tán là khoảng cỡ 1m5 đến 2m ạ. Rồi buổi bông trang này là buổi bông trang đỏ ta. Em xin giao lưu buổi này với giá là 19 triệu ạ. Và tiếp theo là buổi bông trang số 2 ạ. Là lá chung luôn ạ. Là buổi này rất là cao ha quý cô chú anh chị. Nó cao là hơn đầu em nữa. Cái buổi này cao là tầm là khoảng là 2m5 đó. 2m5 đến 3m đó. Rồi buổi này em xin 1m cho thông số ạ. Hoành cũ là 60. Rồi hoành thân của nó là 23. Tính 22 thôi. Rồi hoành ở trên đây hai cây của nó là 22 luôn ạ. Rất là to. Cái cây này nó già lắm rồi quý cô chú anh chị ơi. Nó nứt nẻ luôn rồi. Nó cũng nứt nẻ luôn rồi ạ. Rồi bộ đế là đế đều luôn ạ quý cô chú anh chị. Cây này nói chung là mấy bộ này em về là bộ nào đế cũng đều hết ạ. Đế rất là đẹp. Rồi tàn của nó là tàn ghim luôn à. Tàn ghim luôn quý cô chú anh chị ạ. Tàn rất là cao à. Nhìn cái tàn đó là thấy khủng rồi. Rồi bụi số 2 em xin giao lưu với giá là 10 triệu à. Tiếp theo là bụi số 3 ạ. Dạ đây là cây số 3. Đây là cây bông trang lá chung luôn ạ. Màu đỏ cờ. Dạ bụi này là có bộ đế rất là đẹp quý cô chú anh chị ơi. Bộ đế rất là đẹp luôn nè. Đế đều luôn, đế tổng rất là to nha. Đế rất là đẹp. Đế đều luôn, cộng đế rất là to luôn quý cô chú anh chị. Rồi bây giờ em xin được phép thông số à. Hoành cũ là 50. Hoành thân. Để em đo hoành thân đơn à. Hoành thân đơn của nó là 22 à. Tính 21 thôi. 21. Rồi cây này là cao thấp hơn là khoảng cỡ 1m à. Và cao thì nó là khoảng cỡ 1m5. Cao khoảng 1m5. Tán ngang là khoảng cỡ 8 tấc hoặc 9 tấc. Tán ngang 8 hoặc 9 tấc à. Rất là đẹp. Cây này rất là đẹp quý cô chú anh chị ơi, bông trang lá chung. Rồi cây bông trang lá chung số 3 em xin giao lưu với giá là 6,5 triệu à. Dạ
cây rất là già cây. Tiếp theo là bụi bông trang số 4, là một bụi bông trang lá chung đỏ nhung à. Đây, cái bông của nó đỏ nhung nè. Rất là đẹp quý cô chú anh chị ơi, đỏ nhung. Tàn thiên luôn à. Rồi bụi bông trang đỏ nhung này là đế cũng rất là đẹp luôn. Nói chung là em về cái lô này là cây nào đế cũng đẹp hết à. Rồi bây giờ em xin được phép đo thông số ạ. Hoành là 59 à. Rồi hoành thân, hoành thân này nói chung là nó là một bể luôn á, nó là một bể luôn. Nhưng mà bây giờ em đo thử một cái hoành thân này nó dính lại rồi. 23 ạ. Và đế này quý cô chú anh chị xem ha. Đế đều luôn, bốn mặt luôn. Đế rất là đẹp. Rồi cái này là nó cái thân của nó già lắm rồi quý cô chú anh chị ha, cái thân nó già. Cây này là cây đỏ nhung, thấp hơn của nó là khoảng cỡ 1 mét, thấp hơn khoảng 1 mét, cao là khoảng cỡ 1,5 mét luôn à, tán ngang là tầm 2 mét. Dạ, và bụi bông tre số 4 đỏ nhung là em báo giá là 12 triệu ạ. À, bao ship luôn ạ. À. Rồi và em còn một bụi bông tre vàng nhỏ nữa. Dạ, đây là bụi bông tre vàng. Bông tre vàng ha, nhỏ. Nhỏ nhưng mà tàn nó rất là xinh xắn à quý cô chú anh chị ơi. Nhỏ nhưng mà tàn rất là đẹp. Bông trang vàng, đây là bông trang vàng, cái bông vàng. Rồi bây giờ em xin được phép đo thông số ạ. Rồi cây này hoành là 19 à. Hoành 19. Cao là khoảng cỡ không? Cao khoảng 1 mét. Tán ngang cũng khoảng 1 mét luôn à. Rồi cây này em giao lưu với giá là 1,5 triệu à. Bao ship luôn ạ. À. Dạ và cuối cùng là một cây phát tài à. Cây phát tài thì là rất là đẹp và quý cô chú anh chị ơi. Lá là lá vàng kim luôn à. Sọc vàng kim à. Rồi bây giờ em xin đo thông số à. Hoành 63. Rồi, đứng 62 thôi. Rồi cao là khoảng cỡ 1 mét à. Đế đều luôn à quý cô chú anh chị ơi. Cái rất tài một đế rất là đẹp. Đế rất là đẹp ha. Rồi cây phát tài này em xin giao lưu với giá là 3 triệu à. Bao ship à. Rồi em xin cảm ơn quý cô chú anh chị đã đón xem những cái clip và ủng hộ em trong những ngày qua. Và khi mà ủng hộ em một bộ bông trang hoặc là một cái phôi trang hay là cây bắt tài gì đó thì em sẽ có những cái phần quà dành tặng đi cho quý cô chú anh chị nhân dịp Tết à. Và bây giờ xin hẹn gặp.